Mẫu xe Toyota Crown Crossover với giá bán từ 717 triệu đồng, đạt doanh số hơn 25.000 đơn đặt hàng dù vẫn nhận nhiều lời khen chê. Đã có 25.000 khách hàng đặt mua Toyota Crown Crossover 2023, trong thời gian một tháng sau khi xe ra mắt, tăng gấp 7,8 lần kỳ vọng của hãng. Toyota Crown Crossover 2023 mới đã chính thức trình làng tại thị trường Nhật Bản, vào hồi giữa tháng 7 năm nay. Đây là thành viên ra mắt đầu tiên của dòng Toyota Crown thế hệ mới đồng thời cũng sở hữu thiết kế gây tranh cãi nhất. Theo đó, Cross Crowd Over 2023 mang trên mình ngoại hình như lai giữa xe sedan và SUV. Tuy bị người khen kẻ chê, mẫu xe này vẫn bán chạy như tôm tươi ở thị trường Nhật Bản. Vào hôm 30 tháng 9 vừa qua, đại diện hãng Toyota đã hé lộ số lượng đơn đặt hàng dành cho mẫu xe này. Cụ thể, đã có 25.000 người đặt mua Toyota Crossroad Over 2023 trong thời gian một tháng sau khi xe ra mắt. Con số này gấp khoảng 7,8 lần so với doanh số kỳ vọng của hãng Toyota dành cho Crown Crossover trong một tháng. Trong số đó, có 70% khách hàng Nhật Bản đặt mua phiên bản Hybrid với động cơ xăng 2.5 lít. Những khách hàng còn lại đặt mua phiên bản Hybrid với động cơ xăng tăng áp 2.4 lít. Đây không phải là thế hệ đầu tiên của Toyota Crown, có lượng đơn đặt hàng cao ở thị trường Nhật Bản. Vào năm 2012, Toyota Crown thế hệ thứ 4, S210 đã nhận được 25.000 đơn đặt hàng sau khi ra mắt. Con số tương ứng của thế hệ thứ 5 S220, trình làng vào năm 2018 là 30.000 đơn đặt hàng. Như một số thông tin đã đưa, Toyota Crown Crossover 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNG Xe sở hữu chiều dài 4.930mm, chiều rộng 1.840mm, chiều cao 1.540mm và chiều dài cơ sở 2.850mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 20mm, rộng hơn 40mm, cao hơn 85mm và chiều dài cơ sở giảm 70mm. Nằm bên dưới nắp capo của Toyota Crown Crossover 2023 là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là hệ chuyển động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5 lít, kết hợp với hai tơ điện tương tự Toyota Camry. Mô tơ điện trên cầu trước có công suất tối đa 119,7 mã lực và mô men xoắn cực đại 202 Nm. Hai con số tương ứng của mô tơ điện trên cầu sau là 54,4 mã lực và 121 Nm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của hệ truyền động này là 22,4 km trên khoảng 4,46 lít trên 100 km. Thứ hai là hệ truyền động Hybrid Dual Boot Hybrid System với máy xăng 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.4 lít, tạo ra công suất tối đa 272 mã lực và mô men xoắn cực đại 460 Nm dành cho Crowd Crossover RS 2023. Ở phiên bản dẫn động cầu trước FWD, xe sẽ dùng motor điện mạnh 82,9 mã lực và 292 Nm, cũng như hộp số tự động 6 cấp. Ở phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, Toyota Crown Crossover RS 2023 có thêm motor điện EX mạnh 79,7 mã lực và 168 Nm trên cầu sau, tạo ra công suất tổng cộng 349 mã lực. Mức tiêu thụ xăng trung bình của hệ truyền động này là 15,7 km trên lít. 6,36 lít trên 100 km. So với thiết kế ngoại thất, nội thất của mẫu xe này được đánh giá cao hơn. Bên trong xe có những trang bị như vô lăng ba chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 in, hệ thống định vị dựa trên đám mây, nâng cấp phần mềm qua Wi-Fi hay tính năng trợ lý ảo với câu lệnh hay Toyota. Ở bản cao cấp, Toyota Cross Crossover 2023 tại Nhật Bản có thêm ghế trước bọc da trên sưởi ấm trên làm mát, sưởi ghế sau cửa sổ trời toàn cảnh panorama cố định và hệ thống âm thanh JBL 11 loa. Cuối cùng là những trang bị an toàn nằm trong gói công nghệ chủ động Toyota Safety Sense, như đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình dùng radar, hỗ trợ nhận biết biển báo giao thông, ngăn va chạm sớm tích hợp phát hiện người đi bộ, cảnh báo chạch làn đường đi kèm hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Giá xe Toyota Crown Crossover 2023 tại Nhật Bản giao động từ 4,35, 6,4 triệu yên, khoảng 717 triệu đến 1,05 tỷ đồng. Sau Crossover, dòng Toyota Crown thế hệ mới sẽ tiếp tục được bổ sung 3 thành viên nữa là Sport, Sedan và Estate. Khác với thế hệ cũ, Toyota Crown mới sẽ không chỉ giới hạn ở Nhật Bản, mà còn được bán tại 40 thị trường trên toàn thế giới. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360